Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay, ngày 3 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa đảm bảo cấp cứu điều trị bệnh dịp nghỉ lễ. Triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân khi giá phân bón tăng cao. Nhiều sai phạm của cơ sở giặt bao bì tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc. Phần tin thời sự quốc tế, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhất trí áp giá trần đối với dầu Nga. Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế với hàng hóa Trung Quốc. Tối qua tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Thanh Hóa đã tổ chức chương trình